Sau đó khi đã được mảnh vải 3 màu, các bạn gấp làm đôi cho tôi. Tiếp theo gấp làm 4 này. Chúng ta kẻ một đường. Sau đó các bạn sẽ làm chữ đi ở đây cho tôi. Cua vòng thêm một vòng. Cắt các bạn này. Sau khi đã cắt được rồi thì chúng ta may một vòng bằng đường một kim. Rồi giờ chúng ta sẽ đi viền các bạn nhé.
Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, like, share, subscribe để nhận video mới nhất của mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye.